ba cách tuyệt vời để thêm chất sắt vào bữa ăn của bé. Trẻ nhỏ cần chất sắt để phát triển não bộ một cách khỏe mạnh, tác giúp cơ thể của bé sản sinh huyết sắc tố hemoglobin, có vai trò rất quan trọng trong việc vận chuyển oxy đến tất cả các tế bào trong cơ thể đồng thời làm cho các tế bào hồng cầu khỏe mạnh. Nếu con bạn không có đủ lượng hemoglobin thì bé sẽ bị thiếu máu. Con bạn cần bao nhiêu hàm lượng chất sắt? Tùy thuộc vào độ tuổi của mình mà trẻ cần hàm lượng sắt khác nhau. Trẻ bú sữa mẹ có xu hướng nạp được đủ chất sắt từ mẹ cho đến khi 4 đến 6 tháng tuổi. Một khi bé được 6 tháng tuổi, bạn nên bổ sung chất sắt và chế độ ăn uống hàng ngày của trẻ để con yêu không bị thiếu máu vì lúc này hàm lượng dinh dưỡng trong sữa mẹ không còn dồi dào như lúc ban đầu. Khoảng thời gian này, các loại thực phẩm giàu dinh dưỡng như các loại thịt xay nhuyễn và ngũ cốc dinh dưỡng thường được các bà mẹ lựa chọn để trẻ làm quen. Nếu sữa mẹ không nạp được đủ chất sắt, trẻ nên được cho uống sắt bổ sung theo quy định của bác sĩ. Trẻ bú sữa với công thức tăng cường chất sắt không cần bổ sung sắt. Trẻ sơ sinh 7 đến 12 tháng tuổi cần 11 mg sắt mỗi ngày trẻ em 1 đến 3 tuổi cần 7 mg sắt mỗi ngày, trẻ em 4 đến 8 tuổi cần 10 mg và trẻ lớn hơn 9 đến 13 tuổi cần 8 mg mỗi ngày. Bé trai vị thành niên nên được nạp 11 mg sắt mỗi ngày và bé gái vị thành niên nên được nạp 15 mg mỗi ngày. Người vị thành niên là khoảng thời gian tăng trưởng và những bé gái độ tuổi này cần nhanh chóng bổ sung sắt để thay thế những gì bé mất hàng tháng khi bắt đầu có kinh nguyệt. Vận động viên trẻ, những người thường xuyên tham gia các bài tập cường độ cao có xu hướng mất nhiều sắt và họ có thể cần thêm chất sắt trong chế độ ăn những người ăn chay đôi khi cũng cần bổ sung sắt. Ba cách tuyệt vời để có thêm sắt và chế độ ăn uống của bé. Chế độ ăn uống sao đầy đủ dưỡng chất mà lại không quá dư thừa cho con luôn là vấn đề khiến các bậc phụ huynh quan tâm. Ba cách ăn uống tuyệt vời sau sẽ giúp các mẹ bổ sung chất sắt cho chế độ ăn uống của các bé yêu. Có hai loại chất sắt, sắt he me, sắc tố đỏ và sắt không he me. Bố mẹ nên tập cho bé ăn thực phẩm giàu chất sắt he me vì cơ thể trẻ dễ dàng hấp thu chất sắt này. Một số loại thịt giàu sắt sắc tố đỏ như thịt bò, thịt cừu, thịt gà, thịt lợn, thịt bê, can động vật. Bạn cũng cần cung cấp các loại thực phẩm giàu chất sắt không he me vào các bữa ăn hàng ngày của con yêu như ngũ cốc nguyên hạt, ngũ cốc ăn sáng bổ dưỡng, rau màu xanh đậm như bông cải xanh và rau bina, đậu xanh và đậu, trái cây sấy khô như mơ khô, các loại hạt, trứng, các loại đậu, bao gồm đậu lăng và đậu nướng, đậu nành và các sản phẩm từ đậu nành. Ngoài ra các mẹ nên kết hợp thực phẩm giàu chất sắt với một nguồn cung cấp vitamin 100 bởi vì nó sẽ giúp bé hấp thụ chất sắt nhiều hơn. Ví dụ, cho trẻ ăn đào, cam, kiwi hoặc dâu tây cùng với ngũ cốc giàu chất sắt hoặc cho bé ăn các loại thịt trong nước sốt cà chua và thêm một chút hạt tiêu đỏ nhuyễn. Lưu ý, một chế độ ăn uống nhiều chất sắt có thể sẽ làm cho con bạn bị táo bón. Các dấu hiệu của táo bón bao gồm bụng trướng, phần có máu hoặc trẻ gặp khó khăn trong việc đi đại tiện. Các trường hợp cần sử dụng viên thuốc sắt nếu trẻ sinh non sinh thiếu tháng hoặc khi bé yêu biếng ăn các loại thực phẩm cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể bố mẹ cần tham khảo ý kiến của bác sĩ chuyên khoa để được tư vấn sử dụng liều lượng viên thuốc sắt phù hợp cho từng trường hợp chất sắt có tầm quan trọng trong việc phát triển một cơ thể khỏe mạnh ở trẻ thiếu hụt sắt lâu dài làm giảm khả năng hoạt động thể lực giảm sức đề kháng đồng thời ảnh hưởng lớn đến sự phát triển trí tuệ của trẻ vì thế bố mẹ cần nắm được tầm quan trọng của sắt để luôn quan tâm đến chế độ dinh dưỡng của các bé yêu bố mẹ hãy lưu ý cung cấp đủ liều lượng và chế độ ăn uống khoa học để góp phần cho con có sức khỏe tốt và phát triển một cách toàn diện nhé